Xin chào toàn thể quý khách hàng thân yêu của Minh Thiên. Hôm nay là 30 tháng 5 năm 2021. Minh Thiên sẽ làm một video để giới thiệu 3 mẫu chậu. Mẫu thứ nhất là mẫu chậu chữ nhật cả chân đôn ạ. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác xem nhé. Kích thước của nó là rộng. Chiều dài của nó là 45 ạ. Rộng là 35 ạ. Và chiều cao của nó là 42 các bác nhé. Mẫu của nó, họa tiết hoa văn của nó là vạn sự như ý, chữ Hán Việt các bác nhé. Đây ạ. Mẫu này thì cả chân hiện nay đang có giá là 1,3 triệu các bác nhé. 1,3 triệu một bộ cả chân đôn ạ. Mẫu thứ hai là một mẫu chậu ống các bác nhé. Mẫu chậu ống này thì bên em hôm nay là sẽ quay là mẫu này nó có cả chân luôn ạ. Thì hoa văn của nó là cây bông cúc và cây trúc nhé. Hai mảnh ghép đan xen. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác xem ạ. Kích thước của nó là rộng, đo cạnh ngang đi chị. Cái mẫu chậu ống này, đặc biệt của cái mẫu chậu ống này là bên nhà sản xuất là kích thước ở trên vỏ chậu là kích thước đo chéo nhé. Như hôm nay thì em sẽ đo cạnh ngang cho các bác được biết kích thước để giống như những các khuôn chậu khác nhé. Kích thước của nó là rộng là 42 ạ. Chiều cao của nó 42. Chiều cao của nó là, chị đo giúp em chiều cao nguyên chậu và cả chân ạ. Chiều cao của cả chân là 79 các bác nhé. Là cả chân lên nhé. Em không tính cái phần vát nữa. Còn nguyên chậu chị đo giúp em kích thước nguyên chậu ạ. Nguyên chậu của nó là cao 57 các bác nhé, 58 ạ. Và một mẫu thứ ba nữa là mẫu chậu bát giáp 1 mét. Hiện nay thì mẫu chậu bát giáp 1 mét là đã có cả chân kỷ các bác nhé. Đây ạ. Họa tiết hoa văn của nó là hoa mẫu đơn các bác nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Và có những cái đường gấm ở bên dưới và cũng như cái chi tiết hoa văn hoa dây ở ngang ở bên trên ạ. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác xem. Kích thước của nó là rộng phủ bì là 1 mét nhé. Và chiều cao của chậu là cả chân luôn, em đo chiều cao của chân luôn các bác nhé. Chiều cao của chân là 85 nhé. Bây giờ em sẽ báo giá mẫu chậu ống này. Mẫu chậu ống này là không có chân thì là 1,2 triệu một chậu nhé. Còn cả chân kỳ của nó là sẽ là 2 triệu các bác nhé. Và mẫu bát giác này là 3 triệu là nguyên chậu nhé. Cả chân kỷ là 4,8 triệu các bác ạ. Các bác có nhu cầu mua bất kỳ loại khuôn gì ạ thì liên hệ với bên công ty nhé. Bên em thì vẫn có hai số điện thoại liên hệ chính. Số thứ nhất là 0333 001190. Và số thứ hai là 0981 441 808 ạ. Ngoài các khuôn chậu ra thì bên Minh Thiên còn cung cấp rất nhiều mẫu khuôn xây dựng và các loại hàng rào khác các bác nhé. Khuôn lục bình, khuôn xây dựng. Đây, em sẽ lướt qua vào trong kho một chút để cho các bác có nhu cầu tham khảo thêm mẫu khuôn gì các bác có thể liên hệ với bên công ty ạ. Của Minh Thiên rất là nhiều loại hàng hóa luôn. Vì thế nên là mỗi ngày Minh Thiên chỉ quay 1 đến 2 mẫu sản phẩm để cho các bác có thể dễ theo dõi và cũng như là có thể lựa chọn được tốt hơn ạ. Nếu mà em quay nhiều thì các bác sẽ khó lựa chọn ạ. Các bác hãy bấm vào đăng ký kênh của Minh Thiên để có thể cập nhật các video cũng như mẫu sản phẩm của bên em mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ạ.